Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với TJ Family. Bữa nay Úc bắt đầu nóng rồi mọi người. Bữa nay cả nhà đi đi bơi. Nhà mình đi bơi ở trong cái khu mà hồi xưa Olympic 2000 đó mọi người, như Olympic 2000 được tổ chức ở Sydney. Bây giờ người ta dùng những cái hồ bơi nè, những cái sân vận động nè và track and field rồi các thứ là để phục vụ cho người dân ở xung quanh đây. Người ta mở cửa để cho người dân mua vé vào bơi và nhiều hoạt động rất là hay ở đây. Bây giờ cả nhà bữa nay đi bơi nè. Đây là cái khu làng Olympic hồi xưa mọi người. Chính phủ vẫn bỏ tiền ra rất là bảo dưỡng, còn rất là đẹp. Gần 20 năm rồi nhưng mà cây cối vẫn xanh tươi. Trong này bây giờ có thêm nhiều khách sạn ở trong này nè. Đây là cái hồ bơi này, hồ bơi hồi xưa Olympic 2000 á. Bơi ở trong này, bây giờ nhà mình sẽ đi vào trong này. Ở đây thì những cái sự kiện thể thao vẫn diễn ra ở đây mọi người, như là ở Úc này có cái sân vận động chính á, thì vẫn dùng để cho chơi bóng bầu dục á. Chỗ này bây giờ Sydney mà tổ chức thêm một cái Olympic nữa cũng không thoải mái, là đầy đủ tiện nghi luôn, đầy đủ trang thiết bị các thứ vẫn còn y nguyên, rất là đẹp và bảo dưỡng rất là tốt. Nóng lên rồi, bắt đầu nhiều người đi bơi rồi nè, xếp hàng rồi nè, bơi cũng phải xếp hàng nữa. Đây là người Sydney Olympic Park này, Aquatic Center là cái hồ bơi hồi xưa là diễn ra bơi ở đây thi Olympic 2000. Đây có cái bục là Sydney Olympic 2000 nè mọi người. Đây có bục trao giải huy chương vàng nè, huy chương bạc nè, đây là huy chương đồng. Chưa đang đứng lên kia. Ở đây là những cái dấu chân của và những cái dấu tay của những cái vận động viên nè. Bên của Úc là hồi 2000 đó mọi người. Đây là nổi tiếng này, cái này là Ian Thorpe này, Michael Klim này. Đây là cái đội được huy chương vàng. Huy chương vàng nội dung 4x100m và 4x200m. Yeah. Chân và dấu tay của những vận động viên đã từng vọt qua huy chương vàng Úc. Thể thao mà về bơi lội là Úc cũng rất là giỏi. Cái hồ bơi mà của vận động viên thi về năm Olympic năm 2000. Đây là cái bể bơi chính này. Bây giờ thì chính phủ người ta dùng để cho
người dân vào đây trả tiền vào đây mua vé vào lòng đô thị. Mọi người thấy là 20 năm rồi mà nhưng mà người ta bảo dưỡng rất là tốt, mọi thứ vẫn còn rất là mới nguyên. Bây giờ City mà có đăng cai Olympic thêm một lần nữa cũng mọi thứ đã đầy đủ rồi, chúng ta cũng là một lợi thế. Bên này là người ta làm thêm khu bên này để cho anh em vào đây mà chơi và bơi lội. Bây giờ mình sẽ đi xuống như này mà không biết đứa nhỏ bơi. Cái này bơi đi. Bây giờ trong này là người ta bây giờ người ta trưng bày những cái lịch sử mà hồi xưa Olympic 2000 đó mọi người. Đây là những cái lối đi lên vào của bơi này. Đây là những cái công trình người ta ghi lại hồi xưa build cái người ta xây dựng cái hồ bơi này như thế nào á. Cách hai nhà. Người có cái áo này là chữ ký của các vận động viên ở Olympic 2000 này. Tuột trong đây.
Cái nằm chấm đi, cái nằm chấm đi. Nhà mình vừa mới đi bơi xong mọi người. Bây giờ muốn quay cho mọi người coi nhưng mà cái khu này nó rộng quá chắc đi bộ không nổi rồi. Cái khu này nó rất là rộng mọi người. Bây giờ nhà mình sẽ ngồi lên xe chạy một vòng để quay cho mọi người coi lại cái khung cảnh cái làng Olympic này. Bên tay trái là sân vận động chính nè. Sân vận động này là có nhiều trận đánh bóng đá bóng hoặc là bóng bầu dục được tổ chức bên này. Rất là rộng và còn rất là đẹp nè. Bên tay trái mình là cái ngọn đuốc nè, và bên tay phải nè là cái đuốc Olympic nè. Để anh đi chạy hết đường này đi. I saw a police have a truck. Tí mình vào nhỏ. Rộng lắm. And then the other stadium. Sydney này bây giờ đăng cai Olympic thêm một lần nữa thì cũng có đầy đủ luôn. Đầy đủ sân vận động, đầy đủ. Let's see the other one. Chắc là chính phủ Úc cũng tính tới một ngày nào đó sẽ đăng cai tổ chức Olympic lại, nên người ta sẽ bảo dưỡng cái khu này rất là tốt. Lúc mà đăng cai được thì không cần phải tốn nhiều kinh phí để xây dựng lại. Bao năm vẫn còn mới nhỉ? Dạ, bên này nó có những cái hồ nước rất là đẹp nè. Oh, I wish our backyard was that big. Yeah. And it was made out of glass, so you don't get hurt. I don't like cold. Let's eat another one. No, that was the second one. Just leave it back. Mama! Giờ mình đi vào đây để mình quay lại cái ngọn đuốc mà được thắp sáng lên hồi năm 2000 đó mọi người, Olympic. Đây nè. Mọi người nhớ còn có cái cô thổ dân tên là Cathy Freeman á, và đốt cái ngọn đuốc này lên nè.
trong này người ta làm lại thành những cái khu vui chơi cho trẻ em nè. Mọi người tới đây picnic. Rất là rộng. Những hàng cây này trồng 20 năm nay rồi, bắt đầu giờ nó lớn rồi. Bây giờ rất là mát. Xong rồi mọi người, và chạy vòng quanh cái sân vận động Thế vận hội năm 2000 đó mọi người, để ghi lại một ít hình ảnh sau 20 năm để sân vận động nó như thế nào cho mọi người coi. Bây giờ nhà mình đang trên đường đi về nhà để nghỉ ngơi một tí. Mọi người nếu mà thấy hay thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ TJ Family nha. Give TJ Family a thumb up. And có gì thì comment ở dưới cho nhà mình biết nhé. Rồi hẹn gặp mọi người video lần sau. Bye bye.